Hello hello, anh nhân Phương chào anh chị các bạn, tôi Phương Tướng Hàn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn tìm việc làm tiếng Hàn trung cao. Chúng ta sẽ học bài này thì chúng ta sẽ học được nhiều từ vựng liên quan về công việc rất là nhiều. Tôi sẽ đi vào phần từ vựng đầu tiên là truy chích tìm kiếm việc làm ha. Chi ấp chân bố quan đơn ở huy, những từ liên quan về về thông tin xin làm. Chi ấp là chi là tìm ha, ấp là nghiệp, tìm nghiệp. Công cô môn chơi ông chân bộ, công cô môn là bạn công công thông báo. Chơi ông chân bộ trần hân in chân, trần hân in chân là trình mẫu. Chích chong loại công việc là nghề nghiệp ha. Chân kêu sao quên nhân viên chính thức, sao quên là nhân viên. Chân kêu là trường kỳ ha, trường định ha. Chữ chân là định, là định ha, định. Chữ kêu là kêu chất là quy chuẩn, tiêu chuẩn ha, và định chuẩn ha, định nói chung là chính thức ha. Chân kêu intern sawan, intern sawan là intern là thử việc. Intern là chữ intern, các bạn chữ tiếng Anh là intern. Su sub sawan, su sub sawan luôn, su sub các bạn chị các bạn từ mới ha. Su sub su sub sao bên là nhân viên thử việc hả. Su sub sao bên xin ip sao bên, xin là mới à, xin ip mới nhập vào, nhân viên mới nhập vào. Xin ip sao bên, xin ip là mới, mình dịch thực chất là xin là mới ha, ip là mới vào, nhân viên mới vào là đúng nghĩa ha. Cân nhắc sao bên, nhân viên lâu năm có kinh nghiệm. Cân nhắc ý nên sao làm, hoặc là cân nhắc sao bên, nhân viên lâu năm có kinh nghiệm. Chích chong là loại hình công việc ha, chích chong chích chồng. Sa mua chích, chích là công việc ha, chích là chích đó, chích cóp á, chích cóp là công việc. Sa mua ship, chích cóp như tắt lại là sa mua xích. Sa mua chích là công việc hành chính. Chờ môn chích là công việc chuyên môn, chích là công việc ha. Chờ môn chích, chi ốp là công việc, chi ốp là công việc, xin việc các công việc, xin việc ha. Ipsa là vào công ty Ipsa Hanji Anma Teseo. Đa số là người ta sẽ hỏi một cái câu là bạn đã làm công ty được bao lâu. Ipsa Hanji Anma Teseo à, Iren Vusae nên Iren Vusae Ipsa Hanji Anma Anma Teseo Anma Teseo, bao nhiêu năm rồi mình đã vào công ty này được bao lâu, nhiêu năm rồi. Câu hỏi ta thường nói là gì. Muốn sơ chắc sơn soạn công văn âm mưu bô hỗ trợ nghiệp vụ, các anh chị bộ âm mưu bô hỗ trợ nghiệp vụ. Bên cạnh mình có từ là chi ấp chuẩn bị quan đơn ở huy, những từ liên quan về những người chuẩn bị xin việc làm, như y đất sơ là lý lịch, y đất sơ sơ là sơ riêu ha, sơ riêu document mình học gì các bạn rất là hay dễ nhớ ha. Y đất là lý lịch luôn, y đất lý lịch, sơ là document document sơ riêu. Chi quân sơ, chi quân sơ đơn xin việc, đơn xin. Hồi trước mình đọc chữ chi quân mình là chỉ viện, nhưng mà các chi quân là mình có nghĩa là xin việc, các trang bạn làm từ này cũng vậy, các bạn phải nhớ ha. Đơn xin việc, đơn xin cho rớp nè, chữ chờ rồi đọc qua cho rớp. Chứng nhận sơ, chứng nhận sơ là giấy chứng nhận ha. Certificate, certificate cho rớp, chứng nhận sơ, giấy chứng nhận tốt nghiệp. Sân chất, chứng nhận sơ, sân chất là bản thành tích hay là bản kết quả học tập các anh chị các bạn. Đa số là sân chất là bản kết quả học tập. Chứng nhận sơ chân nhất chứng minh sơ, giấy chứng nhận kinh nghiệm ha, mình làm ở công ty nào có chứng nhận kinh nghiệm ha. Cha ký số kê sơ giới thiệu bản thân, cha ký số kê sơ, cha ký số kê sơ. Chu chân sơ, chu bật hơi lên các bạn, chu chân sơ giấy tiến cử. Hắc nhất là học lực, hắc nhất học lực. Chân nhất kinh nghiệm. Chất chân là cái từ này cũng khó, chất sơn các bạn lộn ha, chất sơn cái gì các bạn, tôi lộ lên cái này cho. Chất sơn, chất sơn, chất sơn, chất sơn. Khả năng năng khiếu sở trường của mình. Chi quân tông chi, động cơ sinh vật của mình là gì. Chi quân tông chi của mình là muốn phát triển bản thân, muốn tìm học thêm kinh nghiệm, môi trường làm việc thực tế. Thì đó là những cái mà gọi là chi quân tông chi. Chất sơn nghe mát tà là cái thành ngữ các bạn học luôn nha, thành ngữ này các bạn. Chất sơn nghe mát tà, chất sơn nghe mát tà. Cha kết chân ấn ta ta, đấy là chứng nhận. Cha kết chân ấn ta ta, đấy là giấy chứng nhận cái chữ ta ta. Cha chất cha cha kết chân ấn ta ta. Rồi thì chúng ta nhìn hình những đây mình thấy rất là nhiều thứ ha. Internet chấp su là nhận đơn quá qua mạng.
Bang Mun Chup Su nhận trực tiếp ha. Bang Mun Chup Su là nhận trực tiếp, Bang Mun là đến đó, là vén viếng thăm, Chup Su là nhận trực tiếp và mình nói là Bang Mun Chup Su là nhận đơn trực tiếp, Upen Chup Su là nhận đường qua và đường bưu điện. Upen Chup Su hấp chức cha ban phiêu à, thông báo trúng tuyển à, hấp chức cha ban phiêu thông báo trúng tuyển. Chê chun sơ riu à, giấy tờ hồ sơ cần nộp, chê chun sơ riu giấy tờ hồ sơ cần nhập, chê chun sơ riu sơ riu ma cam hết hàng hồ sơ các anh chị các bạn. Sơ riu ma cam là kết thúc hết hàng ha. Sơ riu ma cam kỳ can à, thời gian hết hàng hồ sơ là như lúc nào. Chi quân sơ rinh sư tà, chi quân sơ rinh sư tà là đơn xin việc ha. Sơ riu rinh chấp su hà tà theo thu hồ sơ. À, phim kỳ xeo mân bố tà, phim kỳ xeo mân bố tà nên thì biết ha. Mình chấp xeo mân bố tà là thi vấn đáp, mình chấp xeo mân bố tà là thi vấn đáp à. Thì những từ vựng liên quan đó là gì các chị các bạn? Rồi chúng ta sẽ bước vô phần ngữ pháp. Ở đây chúng ta sẽ học ngữ pháp A ơ da là chỉ khi mới, chỉ có mới mà. Tôi ở đây thường là số là tôi phải ha các chị các bạn, phải. Mình học tôi học tôi a ơ da là phải ha, phải làm gì đó à, chỉ khi mới gì đó hoặc là phải gì đó thì mới được à, thì mình dịch ở đây các chị anh bạn cũng có thể tham khảo ha. Ê, tìm cái ý nào nó hay hơn, nhưng mà thực chất trong văn nói thì có sử dụng a ơ da chi à, kết thúc câu các chị bạn ha. À, mình ở đây rồi mình dịch thử cái này đi mình hiểu nha. Chỉ khi chấm 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 mới, chỉ có chấm chấm mới đó, nó cũng là một cái tình huống mà các bạn hay anh chị có thể ghi cái này vào trong cuốn sổ của mình để mình có thể nhanh chóng làm cái nghĩa nó. Thì trong cái thi là mình cũng phải làm note lại để mình biết là những từ này nghĩa là gì, chính chính là gì luôn, thì các bạn chị có thể sử dụng vô chơi mình vô trừ mâm vô chơi mình nè về cúc ở rin chẳng hay giả vẫn hà nên có xe chi chích hành xù ít xa dọ à, tại vì những ngày này sao bạn phải giỏi ngoại ngữ, bạn phải giỏi ngoại ngữ ha, bạn phải nè hé giờ nè, phải nè ha. Bạn phải giỏi, chỉ khi bạn giỏi ngoại ngữ thì mới có thể tìm được cái việc làm mong muốn ha. Mình dịch là gì, chỉ khi chẳng hé giờ ha, chẳng hé giờ giống như một cái điều kiện các chị các bạn, có thể là phải giỏi ngoại ngữ thì mới mình tìm được cái công việc làm mong muốn, tìm đến nơi mong muốn. Ý mình nói là vậy các chị các bạn ha. Thì ở đây hai cái nhận nghĩa chữ phải này cũng tương đối là phù hợp ha. Thì ở đây mà hay hơn chỗ là chỉ khi mới, thì sau này dịch cho nên chỉ có mới, chỉ có gì, chỉ có học ngoại ngữ giỏi thì bạn mới tìm được công việc làm tốt. Ý nó là gì hả? Đến ta cứ nè già à, ta cứ nè già, chỉ có khi phải kết thúc cái công việc này, chỉ khi kết thúc công việc này chứ mà đây chana ge shin shu isayo à, sau khi làm việc này tôi hay nghiêng một khoảng một tuần mình dịch là vậy, nhưng mà chỉ có khi phải kết thúc công việc này, tất cả này công việc này thì mình mới có thể sẽ nghỉ ngơi thoải mái vào cuối tuần, nghỉ ngơi một cách thoải mái nè nha. Chân hai ghế xin suy xin mình là mình dịch thêm câu nữa, xin muốn nên trả chu ít cơ giá á dù châm y lên án y lên chán ảnh su ít xe dò ảnh su ít xe dò. Chỉ có khi nào chỉ có khi là mình phải thường xuyên đọc báo thì mình mới biết được là tất cả những cái việc mà xảy ra dạo này, đúng không? Thường đọc báo để biết rõ những gì đang xảy ra trong những ngày này, đúng không? Ngày hôm nay, đúng không? Đó là vậy, dịch là chữ phải ha. À, Ibn Sa'un mô chip e teh chulup cha na chulup cha nan nukuna chiwen han su in na yo à, trong lần gì à, có bất kỳ sinh viên tốt nghiệp đại học nào nộp đơn cho việc tuyển dụng này không, ấy là mới ra trường ha các bạn. Teh chulup cha na teh chulup cha là người mới tốt nghiệp ra trường, nukuna chiwen han su in na yo à, Ibn Sa'un mô chip e trong việc để tuyển dụng nhân sự mới lần này ha. Thế là nhớ không có à, xăm nhân thì sang người nâng nhớ mà cần nhớ ghi ít sở giá chỉ bên hành sư ít tề ô. Vị trí này là chỉ có gì, phải chỉ khi có 3 năm kinh nghiệm trở lên thì mới được ứng cử vị trí này. Ý nó là vậy hả? Không, ít nhất 3 năm kinh nghiệm để ứng cử ứng tuyển cái vị trí này ha. Ứng tuyển các anh chị các bạn chỉ quên mình dịch là ứng tuyển này nhất ha. Nào, chích chăng in từ tên chai ye dân công bố dân kỳ gà đẹp tan hế yô. Mấy cái này ha, nè dân nâng nhất sửa mình thông qua hệ giả xin cấp hành sự ít cơ tình nhớ. Phải ha.
Ừ, và bài kiểm tra tiếng Anh để được thăng cấp đó là cái quan trọng ha, là hay giả à. Chỉ khi phải thông qua cái kỳ thi năng lực tiếng Anh thì bởi vậy cho nên có thể tăng cấp được không? Đấy. Có để được năng để được thăng cấp nè, có nghĩa là để được thăng cấp và dịch nghĩa cho nó hay ha các bạn. Tiếp theo từ nota, đọc là nota, nghĩa là sẵn đã có ha, sẵn. Hồi xưa tôi học tiếng Hàn về ở Hàn Quốc thì tôi không thể là dịch tiếng Việt được, đã tại vì mình đi tìm tương đương thì không có, nhưng mà mình học trong ngữ cảnh thì mình sẽ hiểu được nó là gì các chị các bạn. Ở đây chữ sẵn và đã có, hãy dùng một câu giữ ha, thử một câu ha. Bởi sao ơi chị quên sự rửa rinh chuẩn bị hành đề y lúc sợ rinh mi đi sớ nổ xe dọ nổ xe dọ các chị các bạn ha. Để gì khi chuẩn bị những tài liệu mà nộp đơn xin việc cho công ty thì chúng ta phải sao phải phải viết sẵn ha, phải viết sẵn chứ xuất đi bằng lý lịch nè. Sơ nội CEO à, là gì à, à mình cứ à, phải gì viết phải viết phải viết sẵn à, sơ nội CEO phải viết sẵn một cái bản lý lịch trước à, à. Vậy đây là đã có gì à, chấm 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 đã có là thấy nó không hay lắm ha à. Mình vậy đây là gì, hãy viết trước sơ ý lịch của bạn thì câu này nó cũng hay, nhưng mà mình ở đây là sẵn ha và đã có là đó được kết thúc và chẳng không phải được duy trì luôn, tức là mình phải viết các bạn ấy sẵn chuẩn bị sẵn ha. Đây là gì, ở đây mình nói là chuẩn bị đi, chuẩn bị viết viết chuẩn bị sẵn à, viết chuẩn bị sẵn ha, đây mình nghĩa là chuẩn bị sẵn đi hay nhất à. Mình nghe thêm chữ chuẩn bị sẵn này các bạn sẽ thấy nó dễ chịu hơn ha. She wants a Putin sajin in midi chica no asayo à. Bạn cũng phải để sẵn chụp sẵn hình sẵn và dán thẳng lên trên cái hồ sơ xin việc luôn các bạn, đấy là sẵn hả, bạn phải chụp hình trước sẵn trước sẵn ha, sẵn trước mình dịch là sẵn trước ha, luôn luôn đi chữ midi các bạn nha, luôn luôn chữ midi rất là nhiều à. Ở đây các bạn sẽ ta để ý ha à, hoặc là câu hỏi đó midi, hoặc là bình thường nó nói thì nó sẽ câu hỏi à. Tà với là midi ha các bạn, tại midi thì thường đi rất là nhiều, tà nè MIDI ha anh chị các bạn. Trong câu hỏi thì như không có là computer quan đơn chắc chắc chứng minh ta nó miền cho ai rồi, bạn phải để thẳng những cái gì, để sẵn cái bản à, chắc chắc chưng là bản chứng năng lực liên quan vào computer tính cho mình ha, ý là nói về bằng cấp certificate là bằng cấp ha, chắc chắc chưng là bản à, giấy phép liên quan mình dịch này không đúng mà bản chứng nhận ha, năng lực à, liên quan về máy tính các bạn à. Rồi chúng ta sẽ vô phần tôi không giải thích được hết nhiều rồi ha. In chi anh tha mù rính ta, cái này là không biết là có biết là mình ở đây dùng có nghĩa là can can I can do I can do gì cho nó dễ ha, I can do I can do à, nếu học tiếng Anh thì cái chỗ này giải thích rất là dễ dàng các chị các bạn. Ở đây có nghĩa là không biết là có biết là à, tôi không biết bơi đó ý là gì ha, tôi có biết bơi ý là gì, tạm dịch là gì ha các bạn, dễ hiểu à. Thường là sử dụng từ để hỏi phía trước để biểu hiện nghĩa nghi vấn các chị bạn à. À ví dụ như ở đây ở ninh chi à, ninh chi à. À. À cái này là không phải chữ khen mà là không biết là có biết là à. À, trên này là khác ha, trên này quên tôi lộn chỗ này ha, sorry các bạn chị các bạn, chỗ này mình lùi lên chút ha à, này không biết là có biết là à, ví dụ mình đi vô câu cụ thể các anh chị các bạn sẽ biết ha. Ad ít chi mình sẽ học cái cấu trúc mà khen khan nha các bạn chị à, ở đây mình ad ít nên chi y ít nên chi z nên chi, các bạn chị sẽ thấy là nên chi in chi in chi thì mấy cái này tôi không nói à, mấy này các bạn tự luyện được ha, in chi midi mire là nó gì quá là tương lai chu chức là dự đoán ha, hình che là hiện tại, quả cơ là quá khứ, thì mình cấu trúc mình sẽ ss là ai cũng biết rồi, is nên chi biết rồi đúng không, chi option hấp chất trả bằng số đến in chi hắn in chi chẳng mua được cái xe hồ á, cái bản à, việc mà ban bố cái à, người trúng tuyển kỳ thi à, xin việc này lần này à,
được công bố lúc nào á thì tôi cũng không biết nữa, không biết nữa, không biết là chừng nào tăng công bố kết quả ý là gì hả các chị các bạn. Tôi không biết rõ là khi nào thông báo kết quả việc làm nó, ý là gì hả? Tôi không biết rõ ha, tôi không biết rõ khi nào thông báo kết quả kiểm tra việc làm khi nào ha. Thông báo nè, kết quả kiểm tra việc làm thì mình nói gì ha, hãy si chạy mua được cái sale, tôi không biết rõ nói gì đây chạy tao có chị chạy đây, mình là nói là không biết rõ này hay nè, không biết rõ ha. Tôi mình chỉ nói là không biết, tôi không biết thì nếu không có chị chạy này là rõ, tôi không biết rõ ha. Mình chấp xem nắn chị nắn giá cả ẩn trên chi một lát sợ chém hóa rồ mua đôi bắt sale à. À, tôi không biết rõ, tôi không biết là chừng nào là có cái ngày là ngày thi phỏng vấn, cho nên tôi đã điện thoại hỏi thăm à, ý là câu gì thằng các anh chị. Ngoài ra là à, nó vô nè mình làm thử này ha đi à. Ipsa quên sờ rin ipsa quên sờ rin chê ca gì nè giá hà chi trả thành câu hỏi ha. Bạn có biết là khi nào mình phải nộp cái hồ sơ ipsa quên sờ nè, là hồ sơ mà đã vào công ty không, nó không biết là gì hạn nộp hồ sơ là khi nào, nộp hồ sơ vào đầu vào là khi nào đúng không, ý là vậy hả, hạn nộp hồ sơ là khi nào biết không, bạn có biết là hạn nộp hồ sơ là khi nào không, nếu mình có dịch câu hỏi thì nó hay hơn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần qua phần luyện nói các anh chị các bạn, thì tôi nghĩ là phần ngữ pháp với phần từ vựng tôi sẽ đi một phần để cho các anh chị các bạn dễ ha. Video mua 16 phút thì nó cũng dễ hơn, mình học nhiều quá nên sẽ ngán các anh chị các bạn ha. Cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi video ạ.